Sau một tuần kiểm tra nhắc nhở, ngày 10 tháng 4 năm 2015, Cảnh sát Giao thông Công an 12 huyện thành phố của tỉnh đã đồng loạt ra quân kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi ngồi trên xe mô tô, xe đạp điện. Qua kiểm tra cho thấy hầu hết phụ huynh đã tự giác thực hiện việc đội mũ bảo hiểm cho con em mình. Tuy nhiên, bên cạnh số đông phụ huynh đã chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiểm cho con em khi tham gia giao thông, thì tại nhiều cổng trường trên địa bàn thành phố Đà Lạt vẫn xuất hiện những trường hợp chưa tuân thủ quy định này. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Lạt đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính. Với thông điệp đội mũ cho con, trọng tình cha mẹ, đồng thời hưởng ứng tuần lễ an toàn giao thông đường bộ lần thứ 3 do Liên Hiệp Quốc kêu gọi, thì việc xử lý vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em từ 6 tuổi trở lên, tập trung khu vực xung quanh các trường học không chỉ là biện pháp để nâng cao nhận thức cho các bậc phụ huynh, mà còn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.